Rồi, hello anh em, hiện tại đang bàn giao cho anh trai 20 quả cao su ác nhíp của Isuzu LPR550 anh em nhé. Con này thì nó bao gồm 20 quả anh em ạ. Nó sẽ bao gồm là 16 quả một lửa các bạn này. Đây là 16 quả một lửa. Đấy, một lửa này các bạn này. Đó, đây cao su ác nhíp. Con này là hàng, tất cả cái hàng của Isuzu, của Hilo, của Mitsu thì toàn sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Nhưng mà hàng nhà máy nó làm, chứ không phải hàng công ty gia công. Đây, nhà máy làm rất là đẹp các bạn này. Đây, nó sẽ bao gồm là 16 quả này các bạn này. Đây, 16 quả này. Đấy, đây là một xe anh em nhé. Đấy, bác tài bác mua về bác lắp. Đây, anh trai anh lấy hộ anh ấy. Đấy, về nhà lắp. Đây, 16 quả này. Đó, và đây bao gồm là 4 cục này. Đây là 4 cục cục suốt, mà mình gọi là cục thẳng. Đấy, bao gồm 4 cục này. Đấy, anh đếm cho em nhé. Anh đếm cho em 20 cục tròn. Không thiếu cục chết dở luôn. Về không lắp được. Đấy, 16 cục này và 4 cục này anh ạ. Đây, 4 cục tròn anh em nhé, áp tròn. Con này thì trên này thì nó sẽ không dập tất cả ký hiệu gì đâu các bạn ạ. Nó chỉ đổ không có tên tuổi gì. Đa số những dòng này là dòng của Trung Quốc làm. Hàng công ty nó làm thì nó sẽ không dập những cái tên tuổi của nó trên này. Đấy, nó chỉ dán một số những cái bao bì kiểu như kiểu bên mã của Trung Quốc vào đây thôi các bạn ạ. Hoặc là cái dòng xe thôi. Đấy. Đó các bạn nhé. 16 cục lửa và 4 cục suốt. Ok anh em. Đấy. Bây giờ là anh mang thẳng về đâu anh nhỉ? Em mang về cho nhà em luôn. Thì không mang thẳng về Vĩnh Phúc luôn hả anh? Em mang về Vĩnh Phúc luôn. Ok anh. Đó, mang thẳng về Vĩnh Phúc anh nhá. Ok anh, thank you anh rất là nhiều luôn.